Chào mừng em tới môn học toán chính chủ đề 10 của trường Danh Quang Khải. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp đa giác. Đầu tiên chúng ta nhắc lại đường tròn nội tiếp tam giác và đường tròn ngoại nội tiếp tam giác và đường tròn ngoại tiếp tam giác. Chúng ta đã biết mọi tam giác nó đều nội tiếp được trong đường tròn và tâm đường tròn này là giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác. Có tam giác ABC. Để dựng được đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thì dựng ba đường trung trực của ba cạnh. Thầy lấy O làm tâm, OA làm bán kính. Thầy vẽ đường tròn tâm O bán kính OA thì được đường tròn ngoại tiếp tam giác. Và lúc này tam giác gọi là tam giác nội tiếp đường tròn. Chúng ta cũng đã biết mọi tam giác nó đều có một đường tròn nội tiếp cái tam giác đó. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là ba giao điểm của ba đường phân giác trong tam giác đó. Ta có tam giác ABC. Để dựng tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC thì dựng ba đường phân giác trong tam giác ABC. Từ O thì vẽ OH vuông góc BC tại H. Vẽ đường tròn tâm O bán kính OH thì được đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chúng ta tới tứ giác nội tiếp và ngoại tiếp đường tròn. Định nghĩa, cái đường tròn ngoại tiếp tứ giác là đường tròn nó đi qua các định của tứ giác. Và dấu hiệu nhận biết tứ giác mình cũng đã biết rồi. Ở đây thì có tứ giác ABCD đã nội tiếp được trong đường tròn tâm O. Vậy để dựng đường tròn này mình dựng hai đường trung trực của cạnh AB và BC. Lấy OA, O làm tâm, OA làm bán kính thì vẽ được đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD. Chú ý không phải tứ giác nào cũng có đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp tứ giác. Đường tròn nội tiếp tứ giác là đường tròn tiếp xúc với bốn cạnh của tứ giác đó. Tứ giác ABCD đã nội tiếp được trong đường tròn rồi. Tứ giác trời xin lỗi, tứ giác ABCD đã ngoại tiếp một cái đường tròn rồi. Vậy để vẽ được cái đường tròn nội tiếp tứ giác này, mình vẽ phân giác của góc A và góc B. Từ O mình vẽ OE vuông góc với cạnh AB. Lấy vẽ đường tròn tâm O bán kính OE thì mình sẽ được đường tròn nội tiếp tứ giác. Ngược lại, để chứng minh một cái đường O đường tròn tâm O này nội tiếp tứ giác thì mình chứng minh cái khoảng cách OE bằng OH bằng OG bằng OF. Khoảng cách từ O đến bốn cạnh này nó bằng nhau. Từ đó chúng ta có định nghĩa đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của một đa giác. Đường tròn mà nó đi qua tất cả các định của một đa giác thì được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác. Ở đây thì có hình ảnh đường tròn ngoại tiếp ngũ giác, đường tròn ngoại tiếp lục giác. Đường tròn mà tiếp xúc với tất cả các cạnh của đa giác thì gọi là đường tròn nội tiếp đa giác. Ở đây mình có hình ảnh đường tròn nội tiếp ngũ giác. Đây là hình ảnh đường tròn nội tiếp lục giác. Bây giờ mình xét bài toán sau đây. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn tâm Y bán kính R có độ dài ba cạnh AB, AC lần lượt là 8 và 10 cm. Vẽ IH vuông góc BBC tại H, tính BH. Thì đầu tiên thầy gọi cái khoảng cách từ tâm Y đến các cạnh AB, AC là ID, IE. Lúc này muốn tính độ dài BH thì mình sẽ tính độ dài BH theo các cạnh của tam giác ABC, tại vì ta cho độ dài ba cạnh của tam giác ABC mà. Vậy lúc này tính BH theo cạnh BC nè. BH nó bằng với lại là
BC trừ HC. Mà CH nó bằng với CE. Do tính chất hai tiếp tuyến, vậy mình thay vào mình được là BH nó bằng BC trừ CE. Để BD nó bằng BH, vậy mình cũng phải tính BD theo cạnh của tam giác ABC. Vậy BD nó bằng với lại BA trừ AD. AD lại bằng với AE, tính chất hai tiếp tuyến mình thay vào. Vậy tới đây mình lấy BH cộng BD, lấy dòng trên cộng dòng dưới, BC cộng BA lấy dòng trên cộng dòng dưới, trừ CE cộng với trừ AE lấy trừ ra ngoài, để CE cộng AE nó trở thành là AC. Vậy mình được BH cộng BD bằng BC cộng BA trừ cho AC. Tới đây mình thế số, mình được cái kết quả là 8. BH bằng BD, vậy BH cộng BD chính là 2BH. Vậy mình có 2BH bằng 8 thì BH của mình sẽ bằng 4cm. Vậy các em để ý mình có hệ thức 2BH bằng BA cộng BC trừ AC. Vậy từ B nha mấy em, khoảng cách từ B đến tiếp điểm BH nè, thì nhớ bắt đầu từ B luôn, sẽ bằng cạnh BC cộng cạnh BA, hai cạnh bắt đầu từ B, trừ cho cạnh đối diện với đỉnh B là cạnh AC. Vậy tương tự 2AD bắt đầu từ A, 2AD sẽ bằng với lại là AB cộng AC trừ BC. Tương tự 2CE của mình bắt đầu từ C, mình sẽ lấy là CB cộng CA trừ AB. Đây là hệ thức quan trọng, các em tập làm lại các hệ thức thầy mới nói. Bây giờ chúng ta chuyển qua tính IH. Bây giờ trước khi tính IH mình để ý 3 số, AB là 6, AC là 8, BC là 10. Đây nó là 3 số Pythagore. Vậy đầu tiên thầy chứng minh tam giác này là tam giác vuông. Thầy dùng định lý Pythagore đảo thì chứng minh nó là tam giác vuông. Mình để ý thêm điểm Y. Điểm Y nằm trong tam giác. Vậy chia cái tam giác ABC này làm thành 3 tam giác nhỏ là tam giác AIB, tam giác BIC, tam giác CIA. 3 tam giác này không có phần chung và diện tích tam giác ABC sẽ bằng tổng diện tích của 3 tam giác AIB cộng diện tích tam giác BIC cộng diện tích tam giác CIA. Do tam giác ABC vuông tại A, do diện tích tam giác ABC này nó bằng 1/2 AB nhân AC. Tam giác ABI này có đường cao là ID, vậy diện tích của nó bằng 1/2 ID nhân AB, tương tự cho hai tam giác còn lại. Ở đây hai vế nó đều có 1/2, thầy rút 1/2 ở chỗ này ra nè, thầy đơn giản cho 1/2 bên này. Và ID bằng IE bằng IH, nó là bán kính đường tròn tâm Y, thì thầy lấy IH làm thừa số chung. Vậy lúc này muốn tìm IH thì mình cần lấy tích AB nhân AC chia cho tổng bên này là xong. Mình thế vào. Giờ mình để ý ha. IH là bán kính R nhỏ, và R nhỏ của mình nó sẽ bằng là diện 2 lần diện tích tam giác ABC chia cho chu vi của tam giác ABC. Các em kiểm tra coi trong tam giác thường hệ thức này còn đúng hay sai. Mình qua chuyển qua bài 2. Cho đường tròn tâm O nội tiếp hình thang ABCD, có AB song song CD, đường tròn tâm O tiếp xúc AB tại E và tiếp xúc CD tại F. Vậy nếu mình vẽ hình thang trước á, mình vẽ đường tròn sau thì chưa chắc cái đường tròn này tiếp xúc với bốn cạnh của cái hình thang này. Vậy muốn vẽ hình chính xác thì mình phải vẽ như sau. Đầu tiên thầy vẽ đường tròn tâm O, thầy vẽ đường kính EF. Từ E và F thầy vẽ hai cái tiếp tuyến của đường tròn tâm O từ E và F.
Vậy hai tiếp tuyến này nó sẽ song song với nhau. Rồi từ một điểm trên đường tròn, thầy vẽ tiếp tuyến cho nó cách hai cái đường màu đỏ này. Đây là điểm A và đây là điểm D. Tương tự, mình lấy một điểm nằm bên nửa đường tròn còn lại. Từ cái điểm này mình vẽ tiếp tuyến của đường tròn. Theo cách dựng thì đường tròn này nó tiếp xúc với bốn cạnh của tứ giác này, mà tứ giác này có AB song 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 CD thì nó là hình thang. Vậy mình dựng được cái hình theo đúng yêu cầu đề bài. Bây giờ chúng ta chuyển qua câu hỏi chứng minh hệ thức này. Rồi, thầy gọi AD nó tiếp xúc với đường tròn tâm O tại B phở và BC tiếp xúc với tâm O tại Q. Thì lúc này mình để ý nè, BE nó sẽ bằng với BQ và AE thì nó bằng với AB phở. Tương tự cho DF thì nó bằng DB phở và CF thì nó bằng với CQ. Ý thứ hai, mình cần để ý cái tam giác ADO này nó sẽ vuông ở O. Vậy thì đi chứng minh tam giác này vuông ở O. Thầy có góc DAO bằng nửa góc BAD. DAB cũng là nó. Do tính chất hai tiếp tuyến cách nhau, AO là phân giá của góc BAD do tính chất hai tiếp tuyến cách nhau. Tương tự, góc ADO, ADO bằng nửa góc ADC do DO là phân giá của góc ADC tính chất hai tiếp tuyến cách nhau. Thì lấy dòng trên cộng dòng dưới, góc DAO cộng góc ADO bằng một nửa tổng của hai góc này. Rồi hai góc này là hai góc trong cùng phía nè, do cái AB song song DC cho nên tổng nó bằng 180 độ. Vậy tổng hai góc nhọn này bằng 90. Vậy tam giác ADO của mình vuông ở O. Rồi mình đã chứng minh được tam giác này vuông O. Chứng minh tương tự, thầy sẽ có tam giác BOC vuông ở O luôn. Bây giờ nãy mình đổi AE thành AB phở nè, DF thì mình đổi thành là DB phở nè. Khi tam giác AOD này vuông, có OD, OB phở là đường cao, vì lúc này mình có cái hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tương tự, tam giác BOC vuông ở O, có OQ là đường cao, mình có hệ thức lượng luôn. Mà OB phở với OQ nó bằng nhau vì nó là bán kính đường tròn tâm O. Nên hai cái tích này bằng nhau. Từ đây mình đổi về QB, mình đổi về là BE vì đó là tính chất hai tiếp tuyến cách nhau đó. Các đường tròn nội tiếp đa giác thì mình hay sử dụng những tính chất này, các em để ý ha. Tới đây chúng ta lập tỷ số được điều cần chứng minh. Rồi chúng ta qua phần 2, đó là đường tròn nội tiếp ngoại tiếp đa giác đều. Đầu tiên chúng ta nhắc lại khái niệm về đa giác đều. Định nghĩa, đa giác đều là đa giác mà nó có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc của nó cũng phải bằng nhau. Chúng ta nhắc lại hai tính chất đã biết ở lớp 8. Trong một đa giác đều, số đường chéo vẽ từ một đỉnh sẽ là n nhân n trừ 3 chia 2. Và điều này nó có đúng luôn trong một đa giác thường.
Số đo của một góc nó là 180 nhân n trừ 2 chia n. Điều này nó chỉ đúng trong đa giác đều. Với n là số định của một đa giác. Những cái tam giác đều, những đa giác đều mình đã biết là tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, vân vân. Thì các em thử kiểm tra coi cái hai cái công thức này có đúng với những tam giác đều, hình vuông, lục giác đều không nhé. Mình có một cái định lý. Bất kỳ đa giác đều nào nó cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, một và chỉ một đường tròn nội tiếp. Cái này chúng ta không chứng minh. Cái này chứng minh cũng được nhưng mà ở đây chúng ta không cần chứng minh. Trong đa giác đều, tâm đường tròn ngoại tiếp và tâm đường tròn nội tiếp cái đa giác đó nó trùng nhau và nó được gọi là tâm của đa giác đều đó. Ở đây thì có hình ảnh của một lục giác đều. Đối với lục giác đều này nó có một đường tròn ngoại tiếp, nó đi qua các đỉnh đó, và một đường tròn nội tiếp, đường tròn tiếp xúc với các cạnh. Hình vuông nó là một tứ giác đều, nó cũng sẽ có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp cái hình vuông. Đây là tam giác đều, thì nó cũng có một đường tròn ngoại tiếp tam giác đều và một đường tròn nội tiếp tam giác đều. Thì làm thế nào chúng ta vẽ được cái lục giác đều nội tiếp đường tròn tâm mô bán kính R và vẽ được cái đường tròn tiếp xúc với các cạnh của lục giác đều này, đường tròn nội tiếp lục giác đều? Thì chúng ta xét ví dụ sau đây. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm mô bán kính R có BC là đường kính và AB bằng R. Vậy mình vẽ hình chính xác như sau. Đầu tiên thì vẽ đường tròn tâm mô đường kính BC. Thì dùng công 3 thì chấm đầu đinh vào B. Thì mở bán kính đến O. Thì vẽ đường tròn tâm B bán kính BO. Đường tròn tâm B bán kính BO cách đường tròn tâm O tại hai điểm. Thì mình lấy một trong hai điểm này làm điểm A, thì lấy điểm trên này là điểm A. Thì nối BA. Vậy theo cách vẽ rõ ràng BA nó bằng BO bằng R. Các em nhớ cách dựng cái dây AB bằng R bằng công 3. Bây giờ chúng ta vô câu hỏi. Người ta kêu tính số đo cung AB và AC. Thì nối AC cái đã. Bây giờ mình để ý BA nó bằng R nè. Mà tính số đo cung AB nè, thì mình phải tính số đo của góc ở tâm BOA. Số đo cung bằng số đo của góc ở tâm, thì nối A với O. Lúc này cái tam giác ABO của mình nó có AB bằng R. OB bằng OA cũng bằng R, nó là bán kính. Vậy tam giác này có 3 cạnh bằng nhau nên nó là tam giác đều. Nó tam giác đều thì góc AOB của thầy nó bằng 60 độ. Góc AOB bằng 60 độ thì số đo cung AB của mình bằng 60 độ. Vậy chúng ta để ý cái dây AB bằng R thì ứng với cung của nó bằng 60. Vậy mai mốt người ta cho vẽ cung AB bằng 60 độ thì các em phải nhớ cách dựng cái dây AB bằng R để chúng ta vẽ được cái cung AB bằng 60 độ. Bây giờ tính số đo cung AC. Do BC nó là đường kính thì cái cung số đo cung BAC của mình là 180 độ. Vậy mình muốn tính số đo cung AC thì mình lấy số đo 180 độ mình trừ cho số đo cung AB. Vậy mình được số đo cung AC bằng 120 độ. Rồi bây giờ mình tính khoảng tính độ dài dây AC và khoảng cách từ O đến dây AB AC theo R. Do cái BC là đường kính nên góc BAC là góc nội tiếp chánh được đường tròn, vậy mình nó bằng 90 độ, nghĩa là tam giác BAC vuông ở A.
mà góc B của mình bằng 60 độ. Góc B của mình bằng 60 độ cho tam giác AOB đều. Vậy lúc này mình có tam giác vuông có độ dài cạnh BC bằng 2R, có số đo góc nhọn, mà tính AC mình dùng tỷ số lượng giác cho nó nhanh. Ở đây các em cũng có thể sử dụng Pythagore để dùng tỷ số lượng giác. Muốn tìm cạnh góc vuông, ta lấy cạnh huyền nhân sin góc đối. BC bằng 2R nhân sin của góc B, góc B 60 độ. Mình thế vào sin 60 độ bằng căn 3 chia 2. Mình tính được AC bằng R căn 3. Bây giờ tính khoảng cách từ O đến cạnh ABAC. Thầy gọi ODOE lần lượt là khoảng cách từ O đến ABAC. Vậy khoảng cách thì OD nó phải vuông góc với AB và OE phải vuông góc với AC. Lúc này OD vuông góc AB thì D nó sẽ là trung điểm AB. OE vuông góc AC thì E nó là trung điểm AC. Định lý đường kính và di cung. Vậy lúc này D trung điểm AB mà O là trung điểm BC. Vậy OD của mình sẽ là đường trung bình trong tam giác ABC. Vậy OD nó bằng nửa AC. Chúng ta thế vào chúng ta tính được nó bằng R căn 3 chia 2. Tương tự OE. OE của mình nó sẽ bằng nửa AB. Nó bằng R chia 2. Vậy chúng ta nhớ nè, nãy chúng ta có AB bằng R thì cái cung AB này bằng 60 độ nè. Số đo cung AB 60 nè. Và OD của mình nó bằng R căn 3 chia 2 nè. Đây mình mới tính nè, cái cung AC 120 nè dẫn tới cái dây AC bằng R căn 3 nè, và cái độ dài OE khoảng cách từ O đến dây AC nó bằng R chia 2 nè. Đó. Bây giờ mình qua câu C. Người ta cho bán kính OF vuông góc với BC. Vậy lúc này tam giác COF của mình là tam giác vuông. Tam giác vuông mà OC có rồi, OF có rồi, chúng ta dùng Pythagore chúng ta tính CF. Rồi CF của mình bằng R căn 2. Vậy mình để ý cái góc COF của bằng 90 thì số đo cung CF bằng 90. Theo cách tính này mình tính được cái CF bằng R căn 2. Các em phần cần phải coi lại bài này rất là kỹ ha. Bài này là bài toán góc cho chúng ta. Bây giờ thầy tính khoảng cách từ O đến CF. Thầy gọi OK là khoảng cách từ O đến CF. Tam giác COF vuông rồi, có OK là đường cao, vậy tính OK thêm một hệ thức lượng trong tam giác vuông. OK nhân CF bằng OF nhân OC, cái này là hệ thức lượng. Vậy OK bằng OC nhân OF trên CF, chúng ta thay vào. Tới đây chúng ta rút gọn và chụp canh thức ở mẫu, chúng ta được OK bằng R canh 2 chia 2. Vậy cái cung CF bằng 90 thì mình sẽ tính được cái dây CF bằng R canh 2. Và cái đoạn OK này bằng R canh 2 chia 2. Giờ giờ chúng ta quay lại đa giác đều, nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Quan hệ giữa cạnh trung đoạn. Trung đoạn chính là cái bán kính của đường tròn nội tiếp đa giác AM của một cái đa giác đều nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Thầy có đường tròn tâm O bán kính R lớn. Thầy có lục giác A đều ABCDEF nội tiếp cái đường tròn tâm O lớn, đường tròn tâm O bán kính R lớn này. Vậy thì nó có 6 cạnh dính tới 6 cung. 6 cung. Vậy một cung của mình nó sẽ có số đo là lấy 360 chia 6 bằng 60 độ. Vậy cái cung AB của mình sẽ có số đo 60. Vậy theo bài trên thì mình tính rồi thì cái dây AB của mình sẽ là R. OH vuông góc AB, tức là OH là R nhỏ đó mấy em. Nó chính là bán kính đường tròn nội tiếp cái lục giác đều này. Giờ muốn tính R nhỏ theo
R lớn, nãy mình tính rồi ha, các em coi lại bài trên ha. Cái dây AB bằng R thì cái R nhỏ này mình sẽ tính được là R lớn căn 3 chia 2. Rồi, cái bảng này các em cần phải nhớ. Nhưng mà khi làm bài các em không được sử dụng mà các em phải chứng minh lại nó có mối quan hệ hết với nhau. Cung 60 độ thì dẫn tới dây AB bằng R. Ngược lại cái dây AB bằng R thì số đo cung AB sẽ bằng 60. Cái dây AB bằng R thì cái đoạn OH của mình sẽ bằng R căn 3 chia 2. Đó. OH chính là R nhỏ. Người ta còn gọi tên nó là trung đoạn. Ngược lại, cái khoảng cách từ tâm O đến dây AB bằng R căn 3 chia 2 thì cái dây AB của mình bằng R và số đo cung bằng 60 độ. Bây giờ chúng ta qua hình vuông. Hình vuông. Để dựng hình vuông thì mình dễ dàng, mình dựng hai cái đường kính vuông góc với nhau, nối các đỉnh của đường kính lại thì mình được hình vuông nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Chỉ cái này các em có thể sử dụng dấu hiệu nhận biết hình vuông ở lớp 8, các em thể chứng minh lại. Cho cái góc ở tâm AOB bằng 90 độ thì cái cung AB của mình sẽ có số đo là 90. Chỉ bốn cái cung này đều có số đo là 90 hết. Và theo bài trước mình tính rồi á, cái cung AB bằng 90 thì cái dây AB của mình sẽ là R căn 2. Đoạn OH OH này nãy mình tính rồi, nó là R căn 2 chia 2. Đoạn OH chính là bán kính đường tròn nội tiếp hình vuông. Tính bán kính đường tròn nhỏ này theo bán kính đường tròn lớn thì cái R nhỏ này sẽ bằng R căn 2, R lớn căn 2 chia 2. Và cái điều này giống trên. Từ một điều này chúng ta có thể suy ra hai điều này bằng cách chứng minh. Và các em phải làm, chứ người ta không cho mình từ đây suy thẳng đó đây, mà các em phải đi làm giống như bài trên. Coi lại bài trên quan trọng nha mấy em. Bây giờ chúng ta qua tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Ở đây thì có hình tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Phân tích, do nó là tam giác đều ba cạnh bằng nhau, dính tới ba cung này bằng nhau, mà cả đường tròn là 360 độ thì lấy 360 độ chia 3 nó ra 120. Vậy cung AB của mình là 120 độ. Vậy muốn dựng được tam giác đều thì mình làm giống như lục giác đều. Chỉ khác một cái là thay vì mình nối 6 đỉnh thì bây giờ mình nối 3 đỉnh. Đây, một cung này 60, hai cung này là 120. Vậy nối AC, AC chính là một cạnh của tam giác đều nha mấy em. Thì bên này dựng sao thì bên này các em bắt chước dựng vậy. Rồi. Vậy mình có hệ thức tam giác đều thì ứng với cung 120. Mà nãy mình tính rồi, cái cung 120 thì mình sẽ tính được cái dây AB là R căn 3. Và đoạn OH này mình tính được nó là R trên 2. Và cái điều này, từ một điều này chúng ta cũng có thể suy ra được hai điều này bằng cách tính toán chứng minh. Từ một điều này chúng ta cũng sẽ suy ra được hai điều này. Cái bảng này chỉ giúp các em nhớ và để vẽ hình cho nó nhanh, chứ không áp dụng cái này vào kết quả này vào làm bài tập. Các em phải coi lại bài trên. Rồi, chúng ta tạm biệt ở đây. Nếu có điều kiện, dịp nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Chào tạm biệt tất cả các em.